con ong. Không ngờ rằng chú ong này chính là hoàng tử của vương quốc ong. Không lâu sau đó, lúc cậu bé gặp khó khăn, hoàng tử ong đã báo đáp cậu bé. Cậu bé này tên là Arthur. Cậu sở hữu một loại năng lực thần kỳ, đó là có thể hợp thành một thể với tự nhiên. Khi Arthur bám vào một cái cây, chú chim nhỏ liền xem cậu là một bộ phận của cái cây này. Khi cậu ngụy trang thành hòn đá, không ngờ rằng ngay cả chó hoang cũng xem cậu là hòn đá. Cậu còn có thể ngủ với gấu, đồng thời còn có được chiếc dây chuyền mà tộc trưởng bộ lạc đưa cho cậu. Một ngày, chú chó nhỏ của cậu đến tìm. Khi cậu về đến nhà, phát hiện bố đã bắt được một con ong. Vì Arthur bị dị ứng với ong, nếu có gì sai sót là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế là người bố định dùng bình xịt côn trùng để giết nó. Nhưng Arthur đã cứu chú ong ra và thả nó bay đi. Ông bà ngoại của Arthur đã về đến nhà. Ông ngoại còn tặng cho cậu một chiếc xe lửa đồ chơi. Sau đó, Arthur còn làm một trung tâm giao thông. Sau đó để kiến lên xe lửa và giúp chúng di chuyển. Đợi đến sau khi mẹ của Arthur phát hiện, cầm xe lửa lên để xem, lũ kiến đều đã trốn hết đi. Lúc này bố của Arthur đi theo con ong vừa rồi, còn tìm thấy tổ của lũ ong. Vào lúc anh định phá tổ ong, thì tộc trưởng bộ lạc kịp thời xuất hiện, ngăn cản anh lại. Thế là về đến nhà, anh định gọi điện cho đội phòng vệ, kết quả bị ông ngoại của Arthur ngăn lại. Arthur nói với mẹ rằng cậu muốn tham gia một bữa tiệc. Từ lần rời khỏi thế giới tí hon đã được một khoảng thời gian rồi, bây giờ lại đến ngày trăng tròn, như vậy là có thể gặp lại công chúa Selena một lần nữa rồi. Lúc này người bố định đưa Arthur rời khỏi nơi này để về nhà của mình. Chính vào lúc trước khi đi, Arthur đột nhiên phát hiện một con nhện. Con nhện đưa cho cậu một hạt gạo, chỉ thấy trên hạt gạo viết một dòng chữ cầu cứu. Arthur liền ý thức được chắc chắn là công chúa Selena đang gặp nguy hiểm. Cậu liền nói chuyện này cho ông ngoại, nhưng lúc này cậu lại không thể không nói lời tạm biệt với ông bà ngoại, theo bố mẹ về nhà. Khi cả nhà đi qua trạm xăng dầu, thì chú chó nhỏ của Arthur đã đuổi đến nơi. Nó thay thế chỗ của Arthur và giả bộ đang ngủ. Còn Arthur thì âm thầm quay lại nhà ông ngoại, tìm thấy ông ngoại rồi. Và dưới sự giúp đỡ của tộc trưởng bộ lạc, họ đã tiến vào một thế giới khác. Vào lúc cậu bé Arthur định bước vào thế giới này, thì vầng trăng lại bị mây che mất, kính viễn vọng cũng mất đi tác dụng. Vì để cứu những người trong thế giới đó, Arthur cầu xin sự giúp đỡ của tộc trưởng bộ lạc. Tộc trưởng bộ lạc nói với cậu một cách hơi cổ xưa một chút. Sau đó tộc trưởng bộ lạc đã nhỏ một giọt nước thần lên trán cậu. Chỉ thấy Arthur biến thành người tí hon rồi đi tới thế giới của người tí hon. Cậu rơi xuống một câu lạc bộ của người tí hon, gặp được ông chủ của câu lạc bộ là Mark. Mark đã quyết định giúp đỡ cậu. Thế là họ đến nhà để xe, chọn hai con côn trùng để làm đèn. Sau đó đặt máy bay bọ rùa 7 sao xuống, đưa Arthur đến một con hẻm trong vườn, phát hiện hoàng tử Beta của vương quốc tí hon đã bị lính kỳ lân bắt đi. Arthur nhờ Mark thu hút sự chú ý của kỳ lân, còn mình phụ trách đi cứu Beta. Rất nhanh Arthur đã cứu được Beta ra ngoài. Khi lính kỳ lân phát hiện ra họ, Arthur liền đưa Beta chạy trốn bằng máy bay bọ rùa 7 sao. Họ đã lái đến một căn phòng nằm dưới đất của ông ngoại. Khi lính kỳ lân đuổi đến nơi, Arthur đã lợi dụng bẫy chuột để ngăn cản lính kỳ lân. Lúc này đằng sau họ bỗng xuất hiện ba con chuột đuổi theo sát bọn họ. Ở trước mặt họ xuất hiện một chiếc quạt khổng lồ. Arthur lái máy bay bọ rùa không hề do dự mà bay qua, và một trong những con chuột to nhất đã bị mắc kẹt. Hai con chuột còn lại nhìn thấy vậy không nhịn được cười phá lên. Lúc này Arthur và Beta bay đến vườn hoa, lính kỳ lân lại bắt đầu theo đuổi họ. Lúc này lính kỳ lân vừa hay đụng phải một con cóc, bị con cóc này cho hết vào bụng. Vì để cắt đuôi lính kỳ lân, Arthur và Beta đã làm mất những con bọ phát sáng dưới chiếc máy bay, vì vậy mà đã mất đi ánh sáng. Hai người bị rơi xuống một chiếc lá. Lúc này bố mẹ Arthur đang vội vã quay lại, không cẩn thận đâm phải một con cừu. Con cừu này nên gọi là cừu đại lực thì đúng hơn. Chiếc xe bị đâm trúng nên đã trở thành phế liệu. Khi họ về đến nhà thì phát hiện Arthur đã mất tích. Lúc Arthur và Beta tỉnh lại thì phát hiện họ đang ngủ trong một cái kén. Lúc này cái kén đột nhiên vỡ ra, họ cưỡi trên mình bướm, còn suýt nữa trở thành đồ ăn cho chim, dọa họ phải nhảy từ trên thân bướm xuống dưới. Một mạng nhện khổng lồ đỡ lấy họ. Kết quả lúc họ đang cố gắng thoát ra thì càng cố dãy giụa thì nó lại càng chặt. Ở trong bóng tối bò ra một con nhện khổng lồ định công kích bọn họ. Beta liền đút cho nó một cái kẹo mút, dễ dàng khống chế được con nhện, đồng thời biến con nhện thành phương tiện di chuyển của họ. Hai người sau khi cưỡi nhện đi qua một đoạn đường dài, họ đã đến được vương quốc tí hon. Người của vương quốc tí hon nhiệt tình hoan nghênh Arthur quay trở lại. Arthur gặp mặt quốc vương rồi nói với quốc vương rằng chuyện mình đã nhận được thư cầu cứu. Kết quả quốc vương lại nói với cậu rằng đó không phải là thư cầu cứu mà họ gửi đi, vì họ không bao giờ viết thư cầu cứu trên một hạt gạo mà là dùng lá cây. Quốc vương quyết định sẽ chúc mừng sự trở lại của Arthur một cách trịnh trọng, căn dặn đầu bếp làm một chiếc bánh kem to. Lúc Arthur đi gặp công chúa Selena thì phát hiện Selena đã mất tích. Lúc này cửa lớn của vương quốc mở ra, Arthur phát hiện công chúa Selena đã bị đại ma vương bắt. Thì ra đại ma vương sau khi bị Arthur thiêu dụ tổ của mình thì luôn tìm cơ hội báo thù. Thư cầu cứu trên hạt gạo cũng là do hắn gửi đi. Hắn định thông qua Arthur để tìm được con đường trở thành người khổng lồ. Vào thời gian Arthur trở lại thế giới loài người sắp đến, đại ma vương thay Arthur trở về thế giới loài người. Khi đại ma vương vừa mới đi ra thì gặp phải một con côn trùng khổng lồ. Vào lúc con côn trùng muốn ăn sạch đại ma vương thì cơ thể của đại ma vương dần dần biến lớn rồi ăn mất con côn trùng kia.
Lúc này đại ma vương cuối cùng cũng hoàn thành ý nguyện trở thành người khổng lồ, bắt đầu tiến hành kế hoạch tấn công thế giới loài người. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau. Tên béo